Chiều ngày 17 tháng 10, đoàn cán bộ phụ trách thiếu nhi thành đoàn Viêng Chăn, Lào đã đến gặp mặt xã giao thường trực thành đoàn Hà Nội. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cùng lãnh đạo các phòng, ban thành đoàn. Đoàn cán bộ phụ trách thiếu nhi thành đoàn Viêng Chăn do đồng chí Si Su Gia Phen Phong Sa Vát, Bí thư huyện đoàn Sì Khột Tạ Bong làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn có 30 thành viên là cán bộ đoàn đội các quận huyện và trường học. Tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng bày tỏ sự vui mừng khi được chào đón đoàn cán bộ phụ trách thiếu nhi thành đoàn Viêng Chăn đến thăm thành đoàn Hà Nội trong tiết trời thu rất đẹp. Đoàn công tác của chúng ta cũng đã có những ngày trải nghiệm mùa thu Hà Nội đáng nhớ. Về nội dung chính của đoàn công tác thì đoàn của chúng ta thiên về các đồng chí lãnh đạo đại diện cho đoàn và đội thiếu nhi, thiếu niên tiên phong của các trường học cũng như là các huyện đoàn. Thì hy vọng là trong thời gian vừa qua thì tôi cũng được tham gia một số những cái chương trình của đoàn của chúng ta, thì cũng thấy cái chương trình rất là thực chất và cũng rất là mong là các đồng chí các bạn cũng đã tiếp thu được nhiều những cái ý tưởng, những cái kiến thức thực tế và đã đóng góp cho chương trình, thì sau này chúng ta có thể làm cho cái chương trình học tập nó được sát với thực tiễn hơn nữa. Dịp này, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng mong muốn các thành viên trong đoàn dành thời gian trải nghiệm các danh lam thắng cảnh, văn hóa, lịch sử, điểm mua sắm nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Trong chuyến thăm lần này, Thành đoàn Hà Nội đã dành tặng đoàn bạn Lào những món quà là những đặc sản của thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, đồng chí Trần Quang Hưng mong muốn sẽ có nhiều sự giao lưu hơn nữa để thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam.